Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Và với cái sự xuất hiện quay trở lại cùng cái box Iconic Barcelona, chúng ta có Romario, chúng ta có Ronaldinho và Pep Guardiola phiên bản Iconic của năm 2021. Và trong video này thì mình cũng sẽ quay trở lại với việc sử dụng hai cầu thủ này, đó chính là Romario và Ronaldinho, để xem là cái sự kết hợp giữa hai cầu thủ này nó sẽ như thế nào nhá. Nhìn chung thì hai cầu thủ này cũng đã từng có những cái video trước đây về những cái phiên bản Icon của họ rồi. Và trong ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ là cố gắng để xem được rằng là liệu nó vẫn còn ok để sử dụng hai cầu thủ này không. Đương nhiên thì nếu mà anh muốn xem chi tiết hơn thì hãy check qua hai cái video trước đó nhá. Còn bây giờ quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì mình đã sử dụng một cái team là full các cầu thủ Brazil luôn. Và full các cầu thủ Brazil này cũng sẽ xuất hiện trong một buổi livestream sắp tới vào ngày thứ ba. Anh em đón xem nhá, chúng ta vẫn tiếp tục build các cái tuyển quốc gia. Hiện tại thì với cái lối chơi, với cái cách đá của hai cầu thủ, đó chính là Romario và Ronaldinho, đó là hai cái style mà cũng không thực sự quá dễ chơi. Tuy nhiên nếu như vào trong những cái chiến thuật phù hợp, vào những cái vị trí phù hợp thì hai cầu thủ này vẫn có thể tạo ra những cái sự ảnh hưởng cực kỳ lớn với khả năng dứt điểm hay là chuyền chọt của mình. Team bạn đã tận dụng rất nhiều những cái pha đánh xuống biên, đặt cánh, đánh đầu cùng với các vị trí xung quanh. Chúng ta vẫn đang hỗ trợ tốt cho các vị trí hậu vệ. Đây rồi, Silva. Chúng ta có Silva, Fernando và Casemiro là ba mẫu tiền vệ mà có lẽ là có một chút gì đó kỹ thuật thôi, không có quá nhiều, và sức mạnh thì có thừa. Nên là tuyến giữa của chúng ta sẽ chắc chắn, thế nhưng mà khả năng điều phối thì có lẽ sẽ không quá tốt đâu. Ronaldinho, quẩy lửa đi anh, ngoáy cháo đi. Trời lạnh rồi làm bát cháo từ những cái chân ngoáy cháo đẳng cấp của Brazil thì không quá tồi. Ngoáy đi nào anh ơi. Úi rồi tí thì được. Nhìn chung thì mình cũng là một người không ngoáy cháo quá hay đâu. Anh em cũng xem gọi là giải trí thôi, với những cái pha mà dè bóng đâm vào tường của mình. Ronaldo dứt điểm đi hay chọc khe, chắc chắn là pha chọc khe rồi. Ở vị trí chiến thuật này, đây là một chiến thuật của Scaloni. Các vị trí tiền đạo của chúng ta đá hơi xa nhau một chút, thành ra là đá nó sẽ hơi bị độc lập và ít những cái pha phối hợp cùng với nhau. Chủ yếu là chúng ta sẽ là cố gắng thoát pressing và đưa đường truyền hoặc những cái pha dây bóng tự do thôi. Thì anh em cũng sẽ thấy được rằng là hai cầu thủ này khả năng dây bóng nó tốt như thế nào khi đá độc lập. Ôi giời ơi, tí thì được, may quá. Cafu chuyển vào giữa, khá là khó để phối hợp khi mà các cầu thủ đang đứng rất là xa nhau. Mất bóng rồi, một pha bóng có lẽ là Carlos hơi mất tập trung một chút. Nhìn chung thì chúng ta vẫn không thấy đâu những cái sự bóng dáng của hai tiền đạo Ronaldinho và Romario. Thôi nào thôi anh ơi. Rồi, có lẽ là chúng ta sẽ thấy nhiều hơn ở hiệp 2 và có lẽ là trong một trận đấu tiếp theo. Đối với những anh em nào mà chưa xem những cái video mình dành cho Romario hay là Ronaldinho phiên bản Icon thì mình có thể recap lại cho anh em những cái điểm mạnh của hai cầu thủ này. Thứ nhất là chúng ta nói một chút về style thôi. Romario style là Fox in the Box, còn Ronaldinho đó chính là Classic number 10. Những pha dây bóng vừa rồi là cũng khá là mượt rồi. Romario, một pha bóng có lẽ là chúng ta thấy được cái đẳng cấp của hai cầu thủ này. Khả năng dê dắt rất đỉnh của Ronaldinho cùng ấy cháo cực kỳ là mượt rồi, và khả năng dứt điểm chọn vị trí khá tốt của Romario. Thế nhưng mà thủ thành của team bạn là Oliver Kahn à, bắt quá hay trong tiếng vừa rồi. Quay trở lại một chút về cái điểm recap cho anh em thì Romario với cái style Fox in the Box của mình xuất hiện trong vòng cấm quá là nguy hiểm trong vòng vừa rồi. Ronaldinho thì cái style classic thì khả năng dê dắt là khá là thừa mứa rồi, chuyền trò thì cũng quá là kinh khủng khiếp. Thì đấy là cái điều mà anh em có thể là tận dụng từ hai vị trí hai cầu thủ này. Nói về vị trí trên sân thì hiện tại cái meta của chúng ta yêu cầu một cái gì đó về sức mạnh nhiều hơn, về khả năng tốc độ nhiều hơn. Hai cầu thủ này có lẽ là vẫn đáp ứng được cho anh em. Tuy nhiên nếu mà có một chút biến đổi vị trí thì anh em sẽ có cái lối chơi nó đặc biệt hơn. Ronaldinho vượt qua được Botman hay không? Botman fake shot hợp lý, vẫn là đuôi nhô, ngoáy cháo đi anh ơi, fake shot vào trong không được rồi. Một pha có thể nói là uốn lượn khá là mang đúng chất của Ronaldinho, nhưng mà vẫn không qua được, tìm bạn phòng thủ quá chắc chắn. Anh em có thể thấy được rằng Ronaldinho lùi khá là sâu để nhận bóng, ngay kể cả mình đang xếp cho vị trí đó chính là LWF trong một cái chiến thuật là 4-3-3, và lùi cũng khá là sâu để nhận bóng. Đây rồi, Romario vượt qua được Botman hay không? Quá to, thực sự là quá to, và những cái pha mà phất bóng như vậy là không ăn thua thì anh em chơi Romario. Romario thì có lẽ phù hợp với những cái pha mà xoay sở nhanh trong vòng cấm, xoay sở nhanh trong các cái vị trí không gian hẹp, và anh em phải tung những cái pha dứt điểm bằng hai chân rất tốt cùng với Romario. Casemiro đây rồi, ok phản công anh ơi. Ronaldinho anh em thấy là chạy cũng khá là lù đù, không chạy tốc độ, gắn tên lửa vào đít.
vẫn là Ronaldinho, vẫn là Ronaldinho. Đây rồi anh ơi, chọc khe kìa Neymar ơi. Ôi trời ơi, không chạy à. Quả này thì có lẽ là Neymar đang xin bóng chuyền đi anh ơi, để em cứa lòng, chứ không phải là chạy chọc khe để chạy. Hơi tiếc một chút nhỉ. Vẫn còn bóng, Kendo che chắn tốt rồi. Hơi khó này, không có ai chạy cả. Hợp lý rồi, vẫn còn. Casemiro đang chờ một vị trí đã thoáng hơn một chút để chuyền Ronaldinho. Đây rồi, xoay người đi anh ơi. Romario. Và dứt điểm có lẽ là bao nhiêu sức mạnh và dồn hết vào những pha cuối cùng này, nhưng mà nó lại là một pha bóng đập cột dọc. Đập cột dọc anh em ạ. Anh em mình gọi tôi là tát cột đi. Rồi chúng ta sẽ đến ngay trận đấu thứ hai nhá. Và vâng, đến với cái trận đấu thứ hai này thì các cái vị trí trên sân của chúng ta là không có thay đổi, vẫn là chiến thuật của Scaloni với Ronaldinho đá vị trí LWF và Romario sẽ đá SS ngay chính giữa. Đây là Salah xoay sở quá khéo, thì bạn gần như là biết là mình đang hở cánh nên là chọc vào cánh khá nhiều. Thế mà ok, cover tốt rồi anh ơi, lên nào bình tĩnh thôi, không có gì phải vội vàng trong phòng này anh em nhá. Chuyền lên là mất bóng đấy, đừng dại dột. Ok, Silva cánh đang rất thoáng cùng với Ronaldinho. Rồi, hợp lý rồi, một chạm an toàn. Ok, che chắn hợp lý này. Coi ngoái cháo thôi, đây là cơ hội ngoái cháo rồi anh em. Từ từ này. Ok, sao lại chuyền vào bóng, không sao, vẫn là Ronaldinho. Tí được không? Ui, đó là Koulibaly hay là Socambo và Vieira. Hai anh da đen này thì thôi, đấm một anh da đen khác là cũng vỡ mặt ngay. Gosen, tìm bạn chơi chiến thuật cũng hay đấy. Gosen này, rồi rất nhiều cầu thủ khác, Salah này. Cảm giác như là ba hậu vệ, nhưng không phải đâu, đó là bốn hậu vệ đấy. Mbappe không được rồi, Casemiro đã cover kịp thời để bóng lên. Neymar hôm nay chỉ làm nền thôi, quan trọng vẫn là Romario và Ronaldinho. Phủ cánh thoáng, Neymar cũng khá thoáng, cố gắng truyền xuống đây. Mình sẽ cố gắng để truyền xuống cho Romario hoặc là Ronaldinho. Ronaldinho chạy rồi nhưng có lẽ không truyền được đâu, thì bạn cover nhanh lắm. Romario rất khéo léo, vẫn là Romario và Ronaldinho với khả năng dây bóng cực kỳ khéo léo, với khả năng kiểm soát không gian hẹp rất tốt của mình. Romario phối hợp cùng Neymar không được rồi, hơi chậm chân một chút. Em lại có thể thấy được giờ Ronaldinho lại lùi xuống xin bóng rồi, tốc độ lùi xuống còn nhanh hơn cả tốc độ chạy vào trong vòng cấm. Một cái điều mà chúng ta chỉ có thể thấy được ở Classic No. 10 thôi. Cafu, đây rồi, cánh thoáng nhưng không chuyền đâu, xuống dưới nè. Romario xoay sở được quả này. Ok, ui dồi ôi, 1-4 nhưng vẫn còn Romario. Không được, cái chân của Vieira kìa. Cái chân của Vieira, một chút xíu thôi Romario để cướp được bóng rồi, mà cái chân của Vieira thực sự là cái chân quá tai hại, đã cướp đi một bàn thắng của Romario rồi. Anh em có thể thấy được 1-4 luôn trong pha bóng vừa rồi. Xoay người thôi mà xoay cũng rất là nhanh. Salah đang thể hiện mình cũng có thể dây bóng như Romario vậy. Chuyền vào trong, Vieira rất thoáng, Havertz đang cực kỳ là thoáng, có một khoảng trống mênh mông ngay trước mặt. Có dứt điểm không? Dứt điểm đi Harvard. Ôi giời ơi, còn gì nữa đâu. Hôm nay mấy hôm nay xuất hiện khá nhiều từ phía mình, có nghĩa là những pha mà đập cột ấy, nhưng mà mình không có được bật lại thì tình bạn hơi tiếc. Ok, không sao cả, đến ngay với hiệp 2. Let's go. Rồi, hiệp 2 quay trở lại. Một bàn không nói lên điều gì anh em nhá. Một bàn vẫn gỡ được hoàn toàn thoải mái, easy luôn. Romario và Ronaldinho phối hợp cùng với nhau. Ronaldinho chạy chỗ rồi. Fake shot đi anh ơi, fake shot, dứt điểm đi anh ơi. Vẫn không được, Vieira vẫn đang cho thấy mình là một cái chốt chặn mà an toàn nhất của team bạn. Ở đâu có Ronaldinho, ở đó có Vieira, và sẵn sàng đá vào chân của Ronaldinho để cướp bóng. Chuyển hướng cho Gosen rất hợp lý, nhưng cái đỡ chân của Gosen, cái đỡ bóng của Gosen có lẽ là không thực sự như anh mong muốn rồi. Vẫn là Havertz, người đã ghi bàn đầu tiên trong trận đấu này. Salah, hai ông này sao đá sâu thế nhỉ, đá vào giữa luôn, gọi là cả cánh cả giữa, kinh thật đấy. Neymar ấy rồi, Romario hay chưa này, một mình anh solo 1-4, đây là 1-4 luôn, 1-5, dứt điểm chân trái đấy anh ơi. Ui dồi ôi, pha bóng này là một pha bóng xoay sở rất khéo trong vòng cấm, mà tốc độ có lẽ là như cả chó đuổi đâu, có khi còn hơn cả chó đuổi. Lại là Romario cướp bóng rồi, chuyền lên cho Romario, không được rồi, hơi chậm một chút. Cơ hội vẫn đang là chia đều ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 2 này. Phút 70 rồi. Carlos, Beckenbauer, Vieira dứt điểm đi, vẫn không vào, vẫn là Havertz. Chọn cái vị trí rất thông minh từ vị trí Havertz để pha vào bóng là rất là không an toàn. Đây rồi, lên thôi. Ronaldinho đỡ bóng quá là đẳng cấp. Ôi giời ơi, cái đường chuyền này. Đấy là lý do mà chúng ta chỉ có chất thép mà không có chất kỹ thuật ở cái khu vực tiền vệ.
Tưởng chuyển như vậy thì xứng đáng là ra ngoài. Nhưng không sao, tôi không có ai cả, nhưng tôi cho Fernando đá tiếp. Romario. Team bạn đã đổi chiến thuật rồi, Maldini đang tấn công cánh. Ronaldo, Gosen, Gosen hơi chậm chân nhưng vẫn còn Havertz quá là nhanh nhẹn. Salah cứa lòng đi, không vào. Đến bây giờ thì vẫn không vào. Đến bây giờ thì cột dọc lại ám team bạn rồi. Cột dọc không ám tôi nữa rồi. Cafu, trận đấu này Cafu thi đấu không quá ấn tượng. Havertz, lại là Havertz. Ibanez cắt được bóng rồi, hợp lý rồi. Bóng hơi chệch choạc nhưng không sao cả, bóng vẫn đang lên. Ronaldinho phối hợp cùng Romario. Đây rồi, pha bóng này là easy rồi, còn gì nữa, dứt điểm đi anh ơi. À không, chuyền đi anh ơi. Ronaldinho, Ronaldinho, fake shot đi. Đây rồi, chuyền cho Romario. Romario, Romario. Một pha bóng mà có lẽ là Romario cũng đã thực sự là hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình rồi. Xoay người dứt điểm. Và có lẽ là kết thúc trận đấu. Cafu fake shot đi anh ơi. Câu giờ đi anh ơi. Còn gì nữa đâu. Và đó là chiến thắng cho chúng ta sau hai trận đấu, và có lẽ là trận đấu cũng hơi căng thẳng và cũng một chút thiếu may mắn. Trận đấu thứ hai này may mắn đã thuộc về chúng ta. Hy vọng là anh em nếu mà có quay được Ronaldinho hay Romario thì hãy thử trải nghiệm nhé. Đừng quên like, subscribe cũng như tiếp tục Tommy Games. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.